những ngày qua, đề tài có nên lùi giờ vào học của học sinh vẫn được bàn luận sôi nổi trên các mặt báo. Hiện nay hầu hết các trường công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều thực hiện giờ vào lớp lúc 6 giờ 45 phút buổi sáng và bắt đầu tiết học đầu tiên lúc 7 giờ sáng. Theo nhiều phụ huynh, thời gian này gây nhiều khó khăn trong việc di chuyển, chuẩn bị đồ ăn sáng để kịp giờ học và đặt ra câu hỏi tại sao nhiều trường quốc tế bắt đầu giờ học lúc 8 giờ sáng nhưng vẫn đảm bảo chương trình học. Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ có bài viết "Lùi giờ vào học, tôi phản đối". Bài viết đề cập ý kiến của nhiều phụ huynh, trong đó có một phụ huynh cho rằng cần tạo thói quen dậy sớm cho trẻ, không nên để con muốn ngủ mấy giờ dậy cũng được. Bởi thời xưa, nhiều người cũng dậy từ rất sớm, có người còn phụ giúp gia đình công việc nhà rồi mới đến trường. Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức từ ngày 1 tháng 7 năm tới lên mức 1.800.000 đồng một tháng. Báo VOV ghi nhận ý kiến đại biểu Quốc hội tăng lương trong thời điểm này rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, mức tăng hơn 20% chỉ mang tính tạm thời, động viên tinh thần là chính. Với mức lương hiện hành của đội ngũ cán bộ công chức, số tiền lương tăng thêm như vậy vẫn rất thấp so với nhu cầu cuộc sống. Ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga vẫn biết rằng thang bảng lương hiện giờ vẫn rất thấp, tuy nhiên để cải cách tiền lương không phải là chuyện ngày một ngày hai. Với nỗ lực của chính phủ, tôi tin chắc rằng trong thời gian tới đạt được mục tiêu công chức viên chức sống được bằng lương. Vấn đề này chúng tôi còn tiếp tục bàn luận trong phần sau chương trình. Trước tiên, chị Tuyết Anh cập nhật các tin nóng để gửi đến quý khán giả. Thưa quý vị, vào tối qua, một đợt sóng lớn bất ngờ ập tới bãi xếp lớn, khu phố 5, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, khiến một loạt tàu thuyền đang neo đậu tại đây bị đánh chìm. Trong đó thì có một phương tiện chuyên chở khách du lịch bị sóng xé làm đôi. Nhận được tin báo của người dân về việc các tàu đánh bắt hải sản đang neo đậu tại khu vực bãi xếp lớn bị sóng đánh chìm, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu An Thới phối hợp với chính quyền và người dân cứu hộ cứu nạn nhanh chóng tiếp cận, di chuyển người ra khỏi nơi nguy hiểm và kéo các tàu vào bờ. Tuy nhiên, do sóng lớn nên việc ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn. Có 6 tàu bị sóng đánh chìm, một cano chuyên chở khách du lịch đang neo đậu bị sóng đánh gãy làm đôi, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Biển Phú Quốc đang trong giai đoạn chuyển mùa nên thường xảy ra sóng lớn bất ngờ. Do vậy, lực lượng biên phòng khuyến cáo bà con lưu ý trong việc neo đậu các phương tiện đánh bắt, nhất là trong thời điểm dông gió diễn biến phức tạp. Còn trong khi đó, Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng vừa tạm giữ một đối tượng liều lĩnh khi gây ra cùng lúc 3 vụ trộm ô tô trên địa bàn. Tại cơ quan công an, thanh niên khai nhận trộm xe ô tô không phải để bán, tuy nhiên mục đích cụ thể làm nhiều người khó mà tưởng tượng nổi. Rạng sáng 15 tháng 10, trong quá trình tuần tra, lực lượng công an phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 51H0392 đang đậu bên lề đường thuộc quốc lộ 27, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, có dấu hiệu bất thường. Tổ công tác xác định xe không có người điều khiển, bị thủng bánh trước bên phụ, trầy xước nhiều nơi. Khi liên lạc với chủ phương tiện thì mới biết đây là xe bị mất trộm. Sáng ngày 15 tháng 10, Công an huyện Đơn Dương nhận tin báo của anh Đinh Phước Sang, trú tại thôn Lạc Xuân 1, về việc chiếc xe ô tô tải đang đậu trong sân nhà thì bị kẻ gian lấy trộm điều khiển ra khỏi nhà tẩu thoát. Sau đó, anh Quỳnh Ngọc Hậu cũng trình báo bị mất xe tải. Thông qua việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào chiều ngày 17 tháng 10, lực lượng công an bắt được đối tượng gây án là Phô Lắc Viên, 21 tuổi, trú trên địa bàn. Đối tượng khai nhận trộm xe không phải bán lấy tiền mà chỉ để tập lái thử. Ngoài ứng phó với dịch bệnh, những tháng cuối năm, dự báo nước ta tiếp tục còn phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai khắc nghiệt. Tại các tỉnh thành phía Nam, điều mà bà con lo lắng là những đợt triều cường cao gối nhau liên tục. Ngoài gây ngập úng các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ hay Đà Nẵng, triều cường cao có thể làm vỡ đê, đe dọa đến các diện tích thủy sản, kèn trái, hoa màu phục vụ thị trường Tết. Các chuyên gia nhận định Năm nay là một năm triều cường rất cao tại Nam Bộ, vì thế không loại trừ sẽ tiếp tục có những kỷ lục mới. Dự báo từ nay đến cuối năm, các tỉnh thành phía Nam có 5 đợt triều cường nữa, trong đó đáng chú ý nhất là 3 đợt triều cường vào cuối tháng 10, cuối tháng 11 và cuối tháng 12. Như vậy, đợt triều cường diễn ra ngay tuần tới cũng là một trong những đợt triều cường cao của năm. Dự báo đỉnh triều xuất hiện từ thứ Ba đến thứ Năm. Các chuyên gia khí tượng dự báo nguy cơ xảy ra ngập úng do triều cường gần tương đương với đợt đầu tháng 10. Cảnh báo tình trạng ngập có thể diễn ra tại vùng trũng thấp thuộc thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và phía đông của tỉnh Cà Mau. Trong đó các ngập nặng nhất sẽ là thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long. Hấp dẫn, cuốn hút, đầy sáng tạo là những điều có thể cảm nhận khi đến với lễ hội văn hóa ẩm thực 1.000 món ngon xưa và nay vừa khai mạc tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Với những ai đam mê khám phá và thưởng thức món ngon, lễ hội lần này là điểm đến không thể chối từ. Hơn 1.000 món ngon được mang đến lễ hội, từ những món ăn truyền thống của Nam Bộ đến đặc sản từ các vùng miền trong cả nước. Bằng những bí quyết riêng, các đầu bếp tạo nên nét hấp dẫn cho món ăn. Tinh tế trong cách chế biến, hấp dẫn trong hương vị, những món ngon níu chân du khách gần xa. Nhiều vị khách vượt hàng trăm cây số chỉ với mong muốn được tham gia lễ hội và thưởng thức các món ăn ngon. Cùng với các món ngon, trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như trò chơi dân gian, biểu diễn võ thuật, cuộc thi ẩm thực. Lễ hội sẽ kéo dài từ nay đến ngày 27 tháng 10 tới. Mùa nước nổi, khu vực biên giới An Giang còn nước dâng cao, đồng ruộng trắng xóa, thuận lợi cho xuồng ghe qua lại và cũng là dịp cho bà con nơi đây tổ chức các hoạt động vui chơi đậm chất miền Tây. Năm nay tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, lần đầu tiên giải đua xuồng được tổ chức với quy mô lớn trên cánh đồng mùa nước nổi, thu hút hàng ngàn người dân đến xem, cổ vũ. Lần đầu tiên đua xuồng ba lá được tổ chức giải thi đấu trên cánh đồng đường tránh quốc lộ 91 thuộc ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Giải đua xuồng thi đấu theo hình thức một người chống, một người bơi, có 40 đội tham gia với 3 nội dung thi vòng loại, cự ly 500 m đội 2 vận động viên một xuồng từ điểm xuất phát đến điểm đích, cự ly 1000 m đội 6 vận động viên quay đầu về đích. Ra bộ nước nổi là rất mừng và vui, là nó hào hứng lên lắm. Cho hay là mấy anh em đi tập luyện là sáng chiều. Lần đầu tiên hình ảnh xuồng ba lá có mặt trong giải thể thao mang tính dân gian quần chúng, thu hút nhiều cổ động viên và vận động viên kết bè chuối, trại nổi trên cánh đồng để cổ vũ.